Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Chunkcraft video game 2. Let's go. Wow, ok. Bạn dị và cô là wow. Tiếp tục để sau đây Let's go. Zoom to. To nữa lên. Wow. Một con sinh vật biển. Let's go. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai. Ôm luôn đặt. Thank you.
Let's go. Bên trên này nào. Wow. Yeah, let's go. Wow. Lọc vào trong này rồi. Ok, mình sẽ không ăn cái này. Bởi vì cái đấy ăn vào sẽ rất là dễ chết. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ ba. Super Pro. Let's go. Đây là một tựa game khá hay và hot trong những tháng vừa qua. Các bạn nào cùng download và chơi cùng mình nha. Get ready to pro! Solo 33 đây. Ok. Rất yếu luôn. Perfect. Ok. Winner. We have a winner. Yeah, let's go. Solo 11 xem như thế nào. Cũng ngang ngửa nhau đây.
Oh my gosh. Oh my gosh. Okay. Winner! Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới computer. Non desktop. Bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Solid 4. Let's go. Rồi, tất cả là 4 người. 3 người level 1 và 1 người level 3. Oh my god. Thank you.
ok, mình về thứ ba rồi. Wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Top Fred. Ok, đi mua sắm thôi. Okay, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tự hiện tiếp theo, Sonic Dash. Let's go. Wow, let's go. Turn it down a bit, so that's easy, huh? Yeah, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sorry, crashing. Sega. Sonic Racing.
go. Wow. Oh, oh my gosh. Ok, đội tông 2 vậy. Wow, wow, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái nước theo. Sonic Runner, Adventure. Let's go. Oh my god. Chỉ chúng ta vậy thôi. Man. Wow, wow, wow. Cuối cùng vẫn chết. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go.
my gosh. Let's go. Oh my gosh. Oh my gosh. Wow, không biết có được nào nổ một sao không. Tướng à, đây là tướng rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Draw Master. Ok, mình sẽ hạ thấp xuống chút, cho bạn dễ nhìn. Rồi. Xoay cái này đi. Ok. Ba anh chàng, wow. Oh.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Medicast. Rồi mình sẽ ra đây bắt những anh chàng này. Let's go. Là gì đây? 42 là C nha. 44 xem nào. Ok. Rồi các bạn update này. Vẫn chưa được. Rất đơn giản thôi, và rất là hay. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.